Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video số 2 tôi có mặt tại đảo Chậu, xóm 16, xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Đây là tôi dành một thước phim để giới thiệu những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, kể cả từ phôi cho đến hoàn thiện, tại cơ sở đảo Chậu. Một cơ sở đảo Chậu có bề dày thời gian cũng như là cái kinh nghiệm, chất lượng, uy tín trong cái top 1 của khu vực Nam Định. Thì anh cũng có nhiều những cái bệ phôi, những cây hoàn thiện và những cái dòng cây khác nhau rất là phong phú. Chúng ta cùng đến để giao lưu và chia sẻ. Đây là một cây lộc vừng mà vừa rồi anh cũng đi trưng bày tại Đền Trần đầu xuân Giáp Thìn vừa rồi. Và cây đang đặt trong một cái an đường kính khoảng độ 75 và một bệ lộc vừng rất ụy, lùn lực. Sau này chúng ta cứ cắt giật liên tục thì cũng chỉ đến tầm cỡ này thôi. Nhìn quá là hấp dẫn. Đấy. Và tiếp theo một cái phôi xanh. Và cốt cách cũng đẹp đấy. Và ở vị trí này tôi thấy anh đảo Chậu có một cái cây tùng La Hán dáng huyền này, cũng khá là hấp dẫn các bác ạ. Gốc cốt thân bệ to phết đấy. Đang đặt trên cái chậu vuông, chắc tầm 60-60. Đúng không anh? Chắc tầm ấy. Và cây tùng này mà giao lưu thì giá khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Cây này mà giao lưu thì là giá là 30 triệu. Và 30 triệu cây tùng La Hán dáng huyền thì cũng rất là hấp dẫn đấy. Và kế tiếp là một cây xanh mini. Xanh Nam Điền. Và cây mini này thì giá thế nào anh? Cây này là giá là 7 triệu. Và giá 7 triệu đồng. Đấy, hàng, là những cây già. Hàng mini nhá, cũng rất là già rồi. Bên này cũng vậy. Bên này xây dựng một cái dòng kiểu như ba vai. Vâng, nó vẫn là nàng theo nối ba vai dáng nàng. Vâng. Đấy, đẹp trên một cái chậu xi măng giả đá. Cây này thì giá thế nào cây anh? Cây này 15 triệu. 15 triệu, rồi. Và di chuyển tiếp, cây này thì là 38 này, hoàn thiện rồi. Tất cả những cái tác phẩm này là những cái bonsai tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng. Giá thì khoảng bao nhiêu cây này? Cây này 5 triệu. Giá 5 triệu đồng nha các bác nha. Còn là cây rất già. Già đấy, nhìn mốc địa y lên tại cổ ngọn này đây. Rồi, 5 triệu đồng. Đây là những cái phôi xanh Nam Điền này. Cũng chỉ còn có cái đưa ngọn lên nữa là xong thôi. Tán các phía là đầy đủ hết rồi.
Vâng, di chuyển đến một cây tầm nhỏ nhưng mà thấy các cái u cục cũng rất tuyệt vời đấy các bạn ạ. Đấy. Và cái này thì tầm bao nhiêu anh? Cái này là 12 triệu. 12 triệu. Những cây xanh mini đẹp quá. Ngoài ra anh còn nói về phôi, có những cây phôi rất lớn này. Đây. Đây là những hàng là sau này cũng phải là hàng cẩu. Những cây kích thước rất là lùn lực, bông tán cũng rộng. Hàng này chăm tốt cái lên, sau khi xong tán lên là nhìn cũng ra vấn đề đấy, đẹp hết đấy. Và còn ở cái vị trí này tôi thấy anh đảo chậu đặt một cái cây rất là trang trọng nhá. Đấy, dưới là cái sập này, trên lại cái một cái chậu gốm sứ, bể gốm sứ, bể nhỏ đấy, một bệ xanh rất đẹp luôn. Các cái đầu cắt giật và tương đối là đầy đủ các cái dữ kiện rồi. Và tôi đi đằng sau sang phía bên đối diện anh cho xem, đằng ấy nó hơi ngược sáng. Cây này hình như anh vừa đi đâu có cái biển treo đây mà. Vừa đi trưng bày hội xuân này. À, đi trưng bày hội xuân. Vâng, những cái cây phôi cũng rất là u ị đẹp đấy nhỉ. À đây, biển treo đây này. Chi hội sinh vật cảnh xóm Hoàng Thức à. Và chắc là các anh tổ chức gặp mặt đầu năm thì mỗi anh góp vui một vài tác phẩm trưng bày nho nhỏ. Đẹp quá, cái phôi quá đẹp. Và tiếp tục di chuyển. Đấy, cái tác phẩm này cũng hay này. Hay là cũng vừa rồi mang đi đây. Đấy, cũng vừa rồi mang đi 3 tác phẩm. 3 cây, cây này nữa đúng không? Đấy, cây này cốt cách cũng đẹp rồi. Vâng, trong này thôi những cây già lắm rồi các bác ạ. Có những chỗ nó chùn sụi ra voi hết rồi. Cây này mà giao dịch giá nào anh Đảo ơi? Cây này giá là 70 triệu. 70 triệu. Và tầm cây này sao nào? Đang ở trên cái chậu bát tiên đúng không? Vâng. 40 60. 40 60 này. Chiều cao cây khoảng bao nhiêu nhỉ? Chiều cao cây là 70. 70. Đấy, chúng ta lấy cái kích thước chậu gióng lên với chiều cao 70. Một cây vừa tầm vóc, tầm trung. Cây này là xuất phát từ một cốt cỏ cây trực cổ phá đi làm lại cho nên rất già. Già quá. 70 triệu. Và bên cạnh này là một cái số cây nhỏ nhỏ nữa đây. Cây này là gần như cái dạng quân thụ ấy. Một tán tròn, tán gọi là tán ô này. Cái đấy là phong cách bonsai phố đấy. Bonsai phố. Rồi, cây này bao nhiêu tiền? Cái đấy 20 triệu. 20 triệu. Rồi. Vâng, còn ở vị trí này tôi thấy anh Đảo có một cái phôi cũng rất là hay. Bệ lớn, thần thu, côn tít luôn. Đấy, các cái vị trí dữ kiện là các cái 1-2 đủ hết rồi. Đây.
cây này là xây dựng từ cái cốt của cây trực cổ. Vâng. Bảy bông ấy, cắt đi làm lại theo nối đương đại bây giờ. Tức là trước kia nó là thất hiền. Trước nó là thất hiền. Vâng. Cốt nó rất là giả. Vâng. Giao lưu thì giá nào anh Đảo ấy? Cái này nó là 150 triệu. Vâng, 150 triệu. Rồi. Và còn đây là một cái phôi mà đúng là trực núi luôn các bác. Thân bệ nó như một quả núi. Cây này hình như là cũng xuất điểm là từ một cái cây tán tầng thì phải. Cây này nó là một cây tán tầng. Vâng, đây tôi thấy các cái điểm cắt của cái tầng 1. Tràn một cái cốt chậu. À đấy. Đúng là một cốt chậu cũ là đã đặc. Đúng rồi, tôi thấy cái khoanh tròn dễ ở dưới mà. Nó in cái đai chậu đây mà. Lòng chậu mà. Đây cái tầng 1 đây này anh cắt đây này. Bây giờ cái nhịp tầng 2 trên và anh đang chọn lên nuôi tiếp lên để lấy ngọn đây chỗ này đây. Vâng. Đúng rồi. Đang xây dựng lại theo cái nối đương đại bây giờ. Vâng. Trước đây nó là một cây tán tầng. Rồi. Cây tán tầng thuộc cái hệ cây nhỏ, cây các bạn giờ ít người chơi tán tầng. Vâng. Mà lại có một cây thì không thể chơi được. Tán tầng đã chơi phải cặp đôi. Thì anh chuyển thế gọi là phá ra thế này. Trở thành cây theo lối. Cái cây này là cây tán tầng là chủ cũ người ta đã chơi 50 năm trên chậu. Và đấy. Đặt một cái cốt chậu, không tất cả các rễ là liền hết với nhau. Ừ. Theo cái đường khoanh của nó đây mà. Và. Và cây này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh Đảo ơi? Cây này giao lưu là 50 triệu. Và giá 50 triệu. Cột rất đẹp luôn đấy. Còn những cái phôi lớn tôi thấy anh cũng có khoảng độ gần chục cái đấy các bác ạ. Nếu anh em đến thăm trực tiếp cơ sở vừa chậu vừa cây thì chúng ta sẽ được lựa chọn và ngắm. Đấy. Đây là cũng là những người rất đam mê về không phải là chỉ có sản xuất chậu. Anh cũng có một cái vườn mà tạo dựng được như thế này gọi là rất tuyệt vời rồi. Đấy, tôi đưa cái khung cảnh trước khuôn viên nhà ở. Một cái ao sen súng. Đấy, có những cái cây nó la ra là cây sung rồi kìa. Đấy, gốc ở trong bờ nhưng mà thân ở ngoài hồ hết. Đấy. Và chúng ta đến với anh Đảo Chậu, xóm 16 Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định, qua số điện thoại 0948 061 289. Và những cái sản phẩm của Đảo Chậu. Vâng, tiếp theo đến những cái phôi xanh Nam Điền mà cơ sở Đảo Chậu đã dâm mủ. Đây là những cái phôi để tạo những cái tác phẩm trực hoành với cái tay hoành rất đẹp luôn đấy. Giới thiệu với bác Đỗ Sinh, đây là cái tác phẩm mà trước đây người ta đã hoàn thiện chơi rất lâu năm. Vâng. Trong quá trình người ta để nó hơi phá thế một chút cho nên cháu phải giật lại. Tức là cây này đã nuôi trên bể mấy chục năm rồi. Nó là cây hoàn thiện rồi. Vâng. Bây giờ anh đưa lên cái bể mới của anh thì đẹp quá. Nhìn nó bề thế hẳn, đẹp. Người ta trước đây là những cái hoàn thiện này người ta để dễ thả nó xuống, nó nuôi nó to hơn ở trong thì nó cắt giật lại. Nó cướp. Nó phình ở ngoài. Màu đồng hết. Vâng, tôi nhìn cái nét già, nét mốc và chuyển màu vàng của thân bệ. Một cái tay hoành đem ra quá đẹp luôn đấy. Bay ra khỏi mặt chậu.
và ngược này nó hơi ngược sáng một chút, là tôi phải chú ý máy, chúc máy xuống. Hay quá nhỉ, phôi. Bây giờ là từ hoàn thiện đưa về phôi đấy. Vâng. Sau đó đến khoảng độ 2-3 năm sau là trở thành những cây sau khi đã gọn bông tán thì rất là đỉnh thôi. Cơ bản cái cốt của nó là một cây hoàn thiện đã chơi đã quá nhiều năm rồi. Rồi. Cây này mà giao lưu giá nào anh Đảo ơi? Cây này là 90 triệu. Vâng, giá 90 triệu. Vâng. Tuyệt vời quá đấy các bác ạ. Rồi. Vâng, tiếp đến một cái phôi xanh cũng không kém phần là đặc biệt đấy. Các bác thấy không? Rộng, vòng vanh của nó với chiều cao sau khi làm xong cũng chỉ ngang tầm của cái tác phẩm Tiên Lão Giang Trần. Đây, cái bể của anh. Vâng, một cái phôi điền như thế này thì giá khoảng bao nhiêu anh? Cái phôi này là giá là 60 triệu. 60 triệu, cả bể đấy chứ? Vâng, cả bể. Ôi dồi ôi, sẵn chơi rồi, về các bác. Vâng. Mà cái lượng đất mà cái bể này như này thì không cần thay nữa. Đây là một cái phôi già. Vâng, quá đẹp. Bên này là một cây xanh quê. Xanh quê trên bệ đá. Vừa rồi chắc các anh phá bớt cái mỏm đá này. Cái đây nó xuất phát trước đây nó là một cái cây trực khoảnh. À. Sau người ta để rễ nó xuống nó lại cũng bị phá thế. Thì là đến buộc phải thu vào. Cắt bỏ thu vào qua khỏi cái rễ này. Vâng, để bây giờ biến thành cây như kiểu cây giáng nam. Ừ. Cây này thì tuổi đời của nó thì rất là lâu rồi. Đúng rồi. Đã chơi đến mấy thế hệ. Rễ nó đã bệt này mà. Cháu có một đôi hai cây như này. Giống nhau à? Vâng, giống nhau. À. Thế vậy một đôi này thì giá khoảng bao nhiêu? Đôi này cả một đôi này giá có 70 triệu. 70 triệu cả đôi đấy. Vâng. Rồi. Vâng, thế tôi quay một cây này thôi. Các bác mà yêu thích thì cứ alo đến Đảo Chậu. Anh sẽ cung cấp cái số hình ảnh của một cây số 2 nữa nhá. Và ở cái vị trí này tôi thấy Đảo Chậu lại có một cái bệ sung này hay quá. Bệ sung rất là già rồi nhá. Mà anh cắt, anh đốn xuống như bệ xanh luôn. Bắt đầu lại nuôi từ coi như về mo đấy. Mà làm sung mà lại làm như xanh này á. Cây này là làm theo nối chơi bây giờ là phải làm kỹ. Kỹ. Cây này lâu đời lắm. Mấy đời người. Ôi trời trời. Các cái tay nó rụt rịt lại nhỉ. Tại nó đang nằm trên bể kích thước là 1m4, 1m8. Cái bể này à? 1m4, 1m8. Ừ. Mà đây này, các cái dâu quả này các bác này. Cây này rất là sai quả. Rất sai quả. Sai quả lắm. Đây, dâu quả từ dưới sát mặt đất luôn này. Đây, dâu quả cái này. Nhưng mà sau khi cắt này liệu nó có quả không nhỉ? Cây này là chỉ cắt thu lại thôi, nó vẫn là cốt bể, nó vẫn có quả. Ờ đúng rồi, chứ không ảnh hưởng gì đến gốc, đến rễ. Vâng. Đúng không? Mình thu là thu tay mà thôi chứ. Các cái vòi quả vẫn nguyên mà vòi vẫn rõ to và xanh như đấy. Đây đang ra quả đấy rồi. Đang ra quả con đầu ruồi đấy rồi. Vâng. Rồi. Vì cái nhu cầu chơi cây kỹ bây giờ cho nên phải làm kỹ. Được rồi. Cây sung này anh báo giá bao nhiêu? Cây sung này là 50 triệu. Vâng, 50 triệu nhá các bác nhá. Già lắm. Rồi, và với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video
chia sẻ về những cái vườn tác phẩm ở vườn cảnh anh Đảo Chậu, một cái phân xưởng làm chậu mà ông chủ cũng rất là đam mê và chơi cây trong một cái không gian nhà ở của mình. Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở những chương trình sau.